Thầy. Và tiếp theo chúng con xin kính mời chị Diệu Thành và chúng con kính mời chị Diệu Tích chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy Dấu Âm Tịnh Hải, xin thầy cho con hỏi một câu. Con có một người dì đã ngoài 60 tuổi, dì hiện sống một mình và không phải chăm sóc ai. Dì con đã có mời ban hộ niệm đến hộ niệm cho dì. Dì có một người con đã được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Biết dì còn làm việc liên quan đến chúng sanh, dì chuyên mua tôm cá và bỏ mối cho những nơi họ bán lẻ. Nên chúng con đã khuyên dì phải chuyển đổi nghề này để tập trung lo niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng hiện tại dì bảo rằng dì còn phải no cơm gạo áo tiền và chưa buông được ngay nghề này. Đợi một thời gian nữa thì dì mới có thể buông được. Dì vẫn học pháp hộ niệm và dì hứa với ban hộ niệm rằng đời này chắc chắn là dì rất tha thiết muốn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin thầy từ bi giảng giải cho chúng con, trong trường hợp này, nếu dì không buông nghề liên quan đến chúng sanh như vậy mà ban hộ niệm khuyên dì cũng không nghe, thì việc làm của dì có ảnh hưởng gì đến con đường vãng sanh của dì không ạ? Mặc dù dì đã có một người con được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nếu người con này thành Bồ Tát rồi mà mẹ không buông xuống thì người con này có cứu được mẹ mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không ạ? Chúng con xin thành kính tri ân thầy. Nam mô A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật. Nghe gì mình nói là chắc chắn. Vì mình sẽ quyết chí tha thiết được vãng sanh, nghe chữ chắc chắn tha thiết này sao thấy hơi chua cay quá vậy? Tại vì tha thiết muốn vãng sanh mà bây giờ còn lợi dụng cái thân xác chúng sanh để lập tiền được, thì cái tha thiết này nằm đâu đây? Cho nên chư vị nói là việc làm của bà dì này có ảnh hưởng đến con đường vãng sanh không, thì tỉnh hải này có thể nói rằng ảnh hưởng nặng nề lắm đấy. Chư vị ơi, thực sự đấy, mình lợi dụng cái thân xác chúng sanh để mà nuôi cái thân xác mình. Hồi trước không biết tu thì thôi, chứ biết tu rồi thì bây giờ chúng ta nên thành tâm sám hối và đoạn ngay nghiệp sát này đi chư vị. Nghiệp sát nặng lắm đấy. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói khi mà mình không tu thì cái oán thân trái chủ của mình nó vậy mà người ta ngủ rồi. Nhưng mà khi mình nghĩ là mình muốn vãng sanh, mình có niệm Phật, mình có theo ban hộ niệm nữa, mà mình về nhà còn đi lợi dụng mấy con tôm con cá như vậy, làm cho ông thần đến chỗ người ta dữ lắm rồi chị vị ơi. Người ta không chấp nhận đâu, người ta thức dậy rồi mà coi chừng mình sơ ý người ta ngoại pháp mình. Cho nên mong chư vị nói nếu thực sự là chắc chắn tha thiết thì tìm mọi cách đổi nghề liền đi chư vị. Đừng nên sát sanh hại vật. Nếu mà chư vị đi hộ niệm mà ban hộ niệm nữa, không có ra cái điều luật là người tham gia vào ban hộ niệm thì tuyệt đối cử kiêng cái chuyện sát sanh hại vật, lợi dụng sinh vật mà làm vốn liếng gì của mình đó, coi chừng sau cùng cái vốn đó trôi lủi mà mình còn bị âm nữa là khác, lỗ nữa là khác. Nên như chưa biết có một người con vãng sanh, nếu thực sự là một người con vãng sanh thì khi mà mình quyết chí không đi theo con mình thì con mình cũng đành chịu thua chư vị ơi. Tại vì tu, chư vị nên nhớ là người nào tu người nấy đắc. Con đi làm Bồ Tát mà mẹ quyết lòng sát hại chúng sanh thì con cũng đành khóc ròng. Chẳng khác gì Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị đáng ghét Bồ Tát, mà mẹ của Ngài thì không tin sát sanh, sau cùng mẹ của Ngài cũng đành xuống địa ngục chịu nạn. Ngài cứu không được. Ngài cứu bằng cách nào? Là khuyên chư vị ơi, con mình có thành Bồ Tát mà mình đi làm sai thì con mình cứu mình bằng cách nào? Cũng là khuyên chư vị ơi. Nếu mà ví dụ như mình ở cái cảnh giới tam ác độ ác đạo mà con mình vãng sanh rồi thì nhờ cái phước đó mình thoát khỏi
cái ta mắc đạo trở lại làm người chẳng hạn như vậy. Mà làm người nếu mình còn ác nữa thì coi chừng sau đó mình lại rơi xuống trở lại. Chứ vì có thấy là cái cô mà có quan một nữ cứu mẹ, mà cứu mẹ khi rời khỏi địa ngục 13 tuổi thôi là lại chết lại, mà sinh vào cái loài người, mà loài người trong cái dòng đê tiện nữa các, khổ sở nữa các, đâu có phải là viên mãn. Chính mình tu với viên mãn, chứ không phải thì mình con là Bồ Tát thì mẹ muốn làm sao làm. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã thành Phật rồi mà Ngài về còn năn nỉ phụ thân, khuyên phụ thân cái niệm Phật đi, thì phụ thân của Ngài mới có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Dòng tộc của Ngài phải niệm Phật thì dòng tộc của Ngài, người nào niệm Phật mới được vãng sanh, người nào không niệm Phật thì Ngài cũng đành chịu thua. Cứu nhau là như vậy. Cho nên chúng ta đang khuyên nhau tu hành là chúng ta đang cứu nhau đi. Ba ngồi niệm đến khuyên mình làm thiện làm lành, khuyên mình giữ gìn là ba ngồi niệm đang cứu mình đấy. Mà mình không làm thì làm sao đấy. Cho nên mong chưa vị phải nghĩ lại cho thật kỹ. Đường tu thì ai tu nấy đó, chứ không ai tu dùm cho mình. Người ta chỉ giúp mình bằng cái lời khuyên. Chư Phật cứu chúng ta cũng bằng lời khuyên chư vị ơi. Tất cả đều là như vậy. Chứ không phải Phật muốn đưa ai về Tây Phương thì đưa, muốn cứu ai thì cứu. Phật không nói tất cả do Phật tạo đâu, mà Phật dạy tất cả đều do chính mình thực hiện lấy, gọi là nhân quả của chính mình, hay gọi là tất cả do tâm tạo, do chính ý định của mình, ý niệm của mình mà giúp cho mình giải thoát hay bị đọa lạc nhé chư vị. Mong cho chư vị quyết tâm làm thiện làm lành, quyết chí vãng sanh đi. Đi vãng sanh rồi thì phước báo vô tận, chứ không phải kiếm từng đồng từ cái sinh mạng của cá tôm mà được giàu có đâu nha chư vị, được an ủi đâu nha chư vị. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân thầy.